Hello cả nhà, hôm nay chúng ta lại đến với một xã thuộc Khánh Vĩnh ha. Đây là Khánh Đông. Cả nhà thấy không? Nhìn như một quả tim mới đúng không ạ? Khánh Đông thì là một trong những cái xã phía đầu tiên tiếp giáp với Diên Khánh. Thuộc Khánh Vĩnh nhưng tiếp giáp Diên Khánh. Nằm phía tỉnh lộ 8. Khánh Đông một trạm Khánh Vĩnh là không có cao tốc đi qua đó. Đa phần là đất rừng. Mọi người thấy không? Quỹ đất này. Diện tích rộng đến khoảng 58.000 km² cơ. Đa phần đất rừng đấy, nhìn như một quả tim đúng không ạ? Thì Khánh Đông để nằm trên cái trục đường tỉnh lộ 8 kết nối Diên Khánh với Khánh Vĩnh luôn đó. Thì đa phần dân cư tập trung ở phía ngoài này rất là nhiều, dân cư tập trung cái phía tỉnh lộ 8 khá là nhiều ở Khánh Đông đây, đây ạ. Đó, còn đa phần ở trong là sông suối và farm. Nó cả nhà thấy không ạ? Suối rất là nhiều, ở trong đây có cái nổi tiếng cái suối đá trải này đó, và farm dược liệu này đấy. Đó thì cái trục tỉnh lộ 8 đi qua Khánh Đông chắc rơi vào khoảng 2 đến 3 cây số thôi cả nhà. Khánh Đông là cái nhất thì ở Khánh Vĩnh thì không có cao tốc đi qua, một trong những xã không có cao tốc đi qua. Đó. Vị trí thì cách trung tâm thành phố Nha Trang thì rơi vào khoảng 30 cây số. Đó. Cách Diên Khánh thì khoảng 15 cây thôi. Đó. Nằm ở phía bắc. Đó. Chúng ta đi từ Diên Khánh qua đi lên hướng tây bắc, đường ra Ninh Hòa là tới. Đó. Khánh Đông. Đây vị trí địa lý của nó đây cả nhà, đó, dân cư tập trung đa phần là khu vực này. Nói chung là để đầu tư Khánh Đông lúc này lại vốn cũng khá ok, tại vì đơn giá đang còn rẻ, khoảng từ 3 đến 4 củ trên mét vuông đất thổ cư thôi. Đó. Sau này cái hướng này là kết nối thẳng đi ra Ninh Hòa, có cái khu công nghiệp lớn ở ngoài đó. Đó, từ vị trí này ra Ninh Hòa rơi vào khoảng 40 cây số. Đó đây cả nhà. Rồi đi hướng tỉnh lộ 8 này, qua Khánh Bình này. Đó, ông ta đi ra Ninh Hòa này. Không tới 40 cây đâu, 30 cây là tới rồi cả nhà, khá là nhanh. Đó, vị trí của nó đây ạ. Đó, mọi người nhìn đẹp không ạ? Nó như một quả tim đúng không ạ? Thì tí em sẽ mở cái bản quy hoạch cho cả nhà cùng xem nó quy hoạch nhà như thế nào ở xã Khánh Đông này. Nó đầu tư đây thì đa phần là dành cho quý chú anh chị này, một là chúng ta làm lâm nghiệp, hai chúng ta làm các cái farm dược liệu á. Tại vùng này khí hậu khá là tốt, trồng dược liệu rất là ok đó, giống như cà gai leo này, nhầu này, nó các loại nấm này, khá là ok những cái vùng này. Tại vì trước đây thì em có một số khách hàng là bên dược liệu, sau đợt Covid đó, thì họ có tìm đất trên vùng Khánh Đông này vài hecta, họ bảo là nghiên cứu thì cái khí hậu ở trên này khá là ok đó, để cho làm dược liệu, làm nông nghiệp đó, và làm lâm nghiệp. Còn ai thấy bỏ phố về vườn thì chúng ta nên chọn các vị trí đất có thổ cư cách tỉnh lộ 8 đi vào khoảng 500 m trở lại thôi, thuận lợi giao thông, khu dân cư hiện hữu là chúng ta ở thôi. Đó. Đi lên một tí là tiếp giáp với Khánh Bình rồi, thì có đầy đủ mọi tiện ích ở trên này. Đó. Ủy ban xã Khánh Đông nằm vị trí này. Đó. Vừa rồi thì tuyến tỉnh lộ 8 này mới được cải tạo đó cả nhà. Đó. Đây có cái sông Trò này, đi ngang qua này. Bên này là Khánh Đông, bên này là Duyên Xuân. Đó. Đó. Khu lịch sinh thái về đây rất là nhiều, có các nguồn nóng ở trên này, nguồn khoáng nóng đó. Đó đặc trưng của cái xã này chỉ có vậy thôi. Ngoài ra thì nó có một cái điểm là nó không có cái công trình công nghiệp nào cả ở trên này. Đó. Trên bởi thế khí hậu rất là ok. Đó, mọi người à, không có kinh công gì công nghiệp gì cả. Thì em sẽ mở kế hoạch sử dụng đất cho cả nhà cùng xem này. Nó nằm ở đâu? Đây ạ. Khánh Đông đây ạ. Đó mọi người thấy không? Đây là đất rừng này, đó. Màu đỏ đây là đất quốc phòng này, nó suối thơm này, rồi suối đá trải này. Đó. Màu tím là đất ở hết, nó đa phần là đất ở và đất cây lâu năm khá là nhiều. Mọi người thấy không ạ? Đó. Đây là cái đường tỉnh lộ 8 này, đi nè. Còn trên này là cao tốc Bắc Nam. Đó, cao tốc Bắc Nam thì không đi qua Khánh Đông đâu. Khánh Đông nằm bên phía này.
Đấy, dọc cái tỉnh lộ 8 này cả nhà thấy không? Đó, nếu chúng ta mua đất ở trên này thì rất là ok này. ONT hết. Đây. Họ đa phần là ONT hết. Đây là đường sản xuất. Đấy. Đây trên này là đường phòng hộ. Đây đất quốc phòng này. Đó. Đó, suối đá trái này. Đó, đây là đất khoáng sản này cả nhà, quy hoạch này. Cho cái vùng này núi đá nhiều, đúng rồi, cái vùng ở trong á núi đá nhiều cho nên họ quy hoạch thành đất khác, núi khoáng, đất khoáng sản để khai thác đá rồi. Đó. Quy hoạch khá là ok cả nhà. Đó, đến tỉnh lộ 8 đi vào này, đa phần màu đỏ rất là nhiều luôn, dân cư ở tận trong này luôn này. Cái dung coi này mọi người phải coi thật chậm và coi thật kỹ đó, thì mới hình dung được. Đó. Hỏi không, ONT là dọc các trục đường lớn này mọi người thấy nha, cứ hiệu đi đầu tư nha, cứ dọc trục đường lớn là quy hoạch đất ở hết và dân cư xem xét nhau thì sẽ có đất ở sau này hết đó. Đây như có những vị trí mà gần suối còn có đất ở này, rất là đẹp luôn đó. Còn lại là đất hàng năm mà cất cây lâu năm để phụ cho cái việc mà bà con làm nông nghiệp, làm dược liệu. Theo em thấy thì quy hoạch này khá là đẹp đấy cả nhà. Đó, còn phía này là chúng ta xét với Dinh Xuân, Dinh Khánh này này. Đó, còn bên này là dòng sông Trò. Đây, sông đây. Đó. Đó, chúng ta đầu tư thì cứ tách tỉnh lộ 8 này vào khoảng 500m đổ lại. Chúng ta đầu tư là an toàn, dòng vốn của chúng ta. Đó, quy hoạch bài bản đẹp đúng không ạ? Giá trên này là có trường học này. Đó. Mọi người nhìn quy hoạch này mọi người có thể hình dung thấy được không ạ? Cái bản quy hoạch này là khá mới đó cả nhà, cập nhật mới nhất. Còn cuối cùng thì chưa đâu. Nói chung là em luôn cố gắng cập nhật những cái bản quy hoạch mới nhất cho quý chú anh chị tham khảo. Tỷ lệ của nó khoảng 70-80% rồi. Đó. Còn quý chú anh chị nào mà cần kiểm tra quy hoạch có dấu mộc đỏ của văn phòng đăng ký thì inbox em sẽ hỗ trợ cả nhà ha. Bên em có làm dịch vụ này. Hoặc là kiểm tra check file nhanh trong vòng 1 tiếng đồng hồ là có luôn, rất là nhanh gọn và chi phí rất là rẻ cho quý cô chú anh chị xem đất cát của mình quy hoạch như thế nào. Và bên em nhận cả dịch vụ trồng xác định ranh giới cho quý cô chú anh chị, trồng trụ rào luôn, đó, bên em làm hết đó, có đội ngũ làm chung những cái này. Thì quý cô chú anh chị ở xa thì họ hay làm lắm, tại vì thứ nhất là đất mua ở xa, thứ hai là đất thì phải có ranh giới đàng hoàng chứ không phải là chỉ có bốn cái cọc bê tông trước sau là được đâu. Chúng ta trồng ranh giới, rào luôn trụ rào B40 vào. Đó, còn có điều kiện thì rào trụ bê tông thật là dày vào, nó khoảng mét một trụ để chúng ta có ở xa hoặc là có ai hàng xóm họ muốn lấn qua một tí cũng không lấn được ha. Và nhờ các người môi giới ở đây lâu lâu họ cai quản, họ xem đất cát cho mình ha. Tạo mối quan hệ với những người môi giới vùng. Đó, đây gọi Khánh Đông này cả nhà nhé. Hôm nay em chia sẻ thông tin quy hoạch này cho cả nhà, đấy nó nằm trong cái vùng này. Đó, ai đầu tư thì chúng ta nhận biết quy hoạch để chúng ta đầu tư cho nó chuẩn chỉnh nhá. Rồi em sẽ mở lại cái Google Map cho quý chú anh chị xem một lần nữa. Khánh Đông. Đó, quý chú anh chị cần hỗ trợ thì inbox cho em. Đó, mà cảm thấy video này có giá trị thì em xin một like, một subscribe, một chia sẻ nhá. Xin chào gặp lại trong các clip tiếp theo. Bye bye.